Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong này Giang sẽ chia sẻ cũng nhiều hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia sự kiện Get Startup của sàn giao dịch Get.io để nhận miễn phí token là PROPS này. Và chia sẻ thêm nhé, anh em nào chưa biết cách kiếm tiền cũng như chưa biết cách sử dụng sàn giao dịch Get.io thì Giang cũng sẽ link series video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z ở dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Rồi đầu tiên thì Giang sẽ giới thiệu cho em về chương trình Aerob miễn phí của Get Startup này. Đó, để thưởng cho người dùng nền tảng này. Đó thì đây em sẽ cần đăng ký người dùng VIP nha, cũng như là hold token GT này. Thì GT là token của sàn Get.io này nha. Rồi, đây chính là liên kết của chương trình Aerob này này. Đó, lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta nhận nha. Thì em sẽ nhấn vào click to subscribe này để chúng ta có thể là đăng ký nhá. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ đang là tìm hiểu về chương trình này cũng như dự án này. Dự án mang tên là ProBay này, một thị trường đầu tư bất động sản được mã hóa ở Đông Nam Á này, cho phép anh em đầu tư vào các tài sản bất động sản có khả năng phục hồi chất lượng cao nhá. Chỉ với từ là 100 đô này. Ok. Thì ở đây sẽ có thông tin về token này, tên token này. Cũng như là tổng cung tối đa là 1.2 tỷ token nhá. Ok, rồi phân phối token này, cũng như website của dự án này, rồi white paper sách trắng này. Ok, thì Get Startup ấy bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4 này cho đến là 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 UTC, tức là sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 4 nhá, cho đến là 2 giờ chiều ngày 30 tháng 4 theo giờ Việt Nam này. Thời gian bắt đầu giao dịch này là từ 6 giờ tối ngày 30 tháng 4 này. Rồi sẽ có các quy tắc nha. Lưu ý này. Ok, để tham gia thì em sẽ nhấn vào bấm để đăng ký này. Rồi chọn miễn phí nhận cho Giang nha. Đó thì để có thể là nhận ấy, thì em sẽ thấy anh là đăng ký VIP cho Giang này. Hiện tại Giang đang ở VIP 2 này. Đó, số suất cả dụng là 40 này. Ok, như vậy là Giang đã đăng ký thành công nha. Ngoài ra em có thể là nhấn vào đăng ký dự án tiếp theo này. Ok. Rồi thì đây chính là cheat ở trên nick nha, của Get Startup này, cũng như là nhóm Telegram này. Thì nếu anh em nào mà chưa biết cũng như chưa hiểu về Get Startup ấy, thì đây chính là giới thiệu cũng như hướng dẫn nha. Đó, anh em chỉ cần là 10 token GT này để nhận được là Aerob dành riêng cho người sở hữu GT này. Đó, sẽ có các lưu ý nhá. Để tham gia Get Startup này, anh em sẽ nhấn vào đây này. Thì đây sẽ lên tất cả các chương trình cũng như là sự kiện đang diễn ra nhá, cũng như là sự kiện quan trọng này. Đó, đang diễn ra thì sẽ có rất nhiều các sự kiện luôn, như của dự án All Game này, hay là Alicia này, Copycat này, Trinity of the Fray này, Open Ticketing Ecosystem này, hay là Amdia Game này. Đó cũng như dự án ProBay nha. Như vậy là Giang đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia sự kiện Get Startup của dự án ProBay để nhận miễn phí token PROPS. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video hoặc là nhắn tin cho Giang để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.